Thì đây là cái máy sạc ít pin 100, trăm của thợ chào mình này Mặc dù không một hạt bụi trên màng loa màng mic Nhưng chân sạc ấy là nó được sạc rồi nhá Tại vì nó có hiện tượng bị đen rồi Vỏ thì là vỏ zin đẹp keng không tí vết Tất cả các cái đường cắt phẳng căng Đây mọi người thì nhìn này Nó đẹp keng không có một tí vết đâu cả Tại vì đây nó là bản nhật Bản nhật thì mình đã từng gặp rất nhiều những cây máy Đấy là pin nó chỉ còn có 79% mà nó còn đẹp như mới Mà nó lại không bẩn bụi như là bản Mỹ nhá không bẩn bụi bản mỹ tại vì chắc là ở bên nhật nó sạch cầm một cây máy đẹp keng như mới pin 100 trăm như thế này thì ai chẳng thích đúng không quay từng góc cạnh cho mọi người nhìn đấy nó đẹp keng không có một tí vết nào cả Mà pin này còn 100 trăm cầm như thế này ai chẳng thích ai chẳng mê nhưng cây máy như thế này đấy không phải là cây máy zin nguyên bản sạc ít pin 100 các bạn phải hình dung nó không phải là hàng zin nguyên bản sạc ít pin 100 mặc dù đấy là vỏ zin màn zin men zin cam zin và trong cài đặt nó chẳng thông báo bất cứ một dòng nào cả các bạn để nhìn không thông báo bất cứ một dòng nào cả nhé nhưng cây máy như này đấy thì nó không phải là hàng zin nguyên bản tại vì sao tại vì pin nó đấy báo là 100% nhưng pin này là pin thay rồi và sàng của cáp nhé pin này là pin thay rồi có thể cây máy này này pin của nó chỉ có là 7 x thôi chứ không phải là pin 100 đây mọi người thì nhìn bên trong nhé mở ra này sạch sẽ nhá màn zin nhá chuẩn là màn zin nhá siêu phản quang zin này siêu màn răng trên cái phần face id nguyên vẹn sạch sẽ đẹp đẽ đó màn zin nhá màn zin mên zin lồng mên sáng bóng sạch sẽ cam zin phẳng căng bóng lừ đó phay zin tất cả mọi thứ zin nhưng quả pin các bạn để ý này cái quả pin của nó đâu có zin đâu quả pin này này là được thay pin sàng cổ cáp thay pin sàng cổ cáp kích pin hay không thì mình không rõ nhưng cái quả pin này cái siêu pin các bạn nhìn này nó dán lệch lòi dán lệch lòi đây nhá siêu này là dán lệch nhá siêu này không phải là siêu zin đầu tiên siêu không phải là siêu zin thứ hai quả pin có hiện tượng bị cậy lên rồi và cái cổ cáp này có hiện tượng bị làm lại rồi đây là một con máy thay pin sạc cổ cáp và đây không được gọi là một chiếc máy hàng zin nguyên bản đẹp keng sạc ít pin 100 các bạn hiểu không hàng zin nguyên bản sạc ít pin 100 có nghĩa là cây máy đấy nó chưa được sử dụng nhiều thì nó mới có giá trị Chứ còn cây máy mà nó sử dụng nhiều rồi đấy, nó thay một quả pin nó sàng lại cổ cáp để nó hiện pin 100 xong nó đưa về hiện tượng sạc ít thì các bạn bảo đấy là một cây máy đẹp keng pin 100 như thế là ngon không phải. Và ở đây không phải chỉ có một cây máy như thế mà có rất nhiều nha. Đây, cây máy này màu xanh. Phần màng loa màng mic cũng không một hạt bụi bám vào, vỏ zin đẹp keng không tì vết. Các bạn để nhìn xung quanh cây máy này, không có một vết xước sát nào cả. Hình thức đẹp keng long lanh như máy mới tại vì nó là bản Nhật. Bản Nhật đấy thì cái tỷ lệ máy đẹp nó rất là nhiều. Có những cái máy nó sạc đến cả nghìn lần rồi nhưng nó rất là đẹp. Nó đẹp hơn bản Mỹ rất nhiều nhé. Đây các bạn có thể nhìn nha. Đó, đẹp keng. Không tì vết đúng không? Pin cũng 100 nha. Pin 100%. Không hiện bất cứ một dòng thông báo là bên trong phần cài đặt cả. Nhưng mở ra bên trong này. Cũng thay pin sạc cổ cáp màn zin, men zin, cam zin, tất cả mọi thứ zin nhưng pin là thay rồi và sàng cổ cáp rồi nhé. thì con máy như này đấy nó chỉ giống như một con máy pin 7x, pin 8x, chẳng khác gì cả. Các bạn cứ nhớ nó chẳng khác gì một con máy pin 7X8X và thay pin sạc cổ cáp ấy, chất lượng của nó đấy còn không bằng một quả pin EU, không bằng một quả pin EU mình nói luôn. Nhiều ông thánh ông cứ bảo đấy là cái cổ cáp pin zin nó ngon. Thế ngày xưa cái thời iPhone 7, iPhone 8 này, thay pin nó hiện phần trăm hay sao các ông không sang cổ cáp đi. Đây, con màu vàng cũng thế nha, hình thức cũng đẹp keng. Tất cả mọi cây máy này đều hình thức đẹp keng, màn zin, vỏ zin đẹp keng như mới, pin báo 100% nhưng không phải là hàng zin nguyên bản sạc ít pin 100 mà tất cả đều là hàng đã được thay pin sạc cổ cáp nhá. Mặc dù thay pin thì không ảnh hưởng đến chất lượng của con máy. Nhưng hàng như này đấy nó sẽ giống như một con máy hàng đẹp keng pin 7x 8x thôi. Chứ nó không thể nói là nó giống được một con máy hàng đẹp keng zin nguyên bản sạc ít pin 100 được. Zin nguyên bản sạc ít pin 100 có nghĩa là con máy đấy nó chưa được sử dụng nhiều. Còn cái kiểu mà đã sử dụng nhiều rồi theo kiểu ma giáo như này đấy. Đối với bản thân mình nó không bằng một chiếc máy hàng zin nguyên bản pin 7x 8x. Trong khi những chiếc máy zin nguyên bản đẹp keng sạc ít pin 100 thì giá thành nó luôn luôn cao hơn những chiếc máy zin nguyên bản đẹp keng pin 8x 7x mà cao hơn không phải là ít đâu nha. Có khi cao hơn khoảng tầm 10% đấy. Nhiều người cứ bảo đấy là ôi giời ơi thẩm nó làm nó nét nắm nét vừa. Cứ mở ra nhìn bên trong là biết mà. Cứ mở ra nhìn bên trong là biết. Mà nhiều khi những cái cửa hàng bán lẻ người ta nhập máy của những cái đội buôn về đấy. Họ cứ để nguyên như này họ bán mà máy còn áp này hình thức đẹp keng này pin 100 này sạc ít đẹp như mới này này hơi đâu mà bóc ra để kiểm tra thế nên là đối với những cái dòng máy cũ đời thấp đấy thì các bạn đi mua hàng các bạn phải kiểm tra kỹ lưỡng tại vì sao tại vì đời máy càng thấp đấy thì pin nó chai càng nhiều tỷ lệ máy lỗi nó càng nhiều cần phải mở ra để xem bên trong Chứ còn nhìn mỗi bên ngoài không ai biết được cây máy này là cây máy hàng zin nguyên bản hay không Chưa nói đến vấn đề đây là main có sửa hay không Mà tất cả những con máy này đều là những con máy hàng thay pin sàng cổ cáp Và thay pin sàng cổ cáp đối với mình ấy, Nó không bằng một chiếc máy hàng zin nguyên bản pin 7x8x Thế nhá